từ 256 đến 66 triệu năm trước. Loài bò sát biển thời tiền sử là một trong những nhóm động vật thống trị trên hành tinh. Mặc dù chúng tiến hóa sớm hơn một chút, nhưng kỷ nguyên Mesozoic thường được coi là thời đại của các loài bò sát, vì chúng ngày càng đa dạng và phức tạp trong thời kỳ này khi chúng có mặt ở khắp mọi nơi. Những loài khủng long nổi tiếng thống trị trên cạn là loài bò sát. Một số loài cũng tiến hóa để bay. Những loài bò sát có cánh này được gọi là thằn lằn bay, là động vật đầu tiên tiến hóa khả năng bay. Hệ sinh thái dưới nước cũng có các loài bò sát thống trị như những kẻ săn mồi đỉnh cao. Những loài bò sát biển này không phải là cá, nhưng chúng có những điểm giống cá voi hiện đại và các loài động vật có vú ở biển khác, vì chúng vẫn phải nổi lên mặt nước để hít thở không khí. Các loài bò sát biển thời tiền sử khá đa dạng, từ Plesiosaur, Ichthyosaur hay thương long Mosasaur nổi tiếng. Trong video ngày hôm nay, Ulkexe sẽ cùng các bạn khám phá một số loài bò sát biển thống trị thời tiền sử từng được phát hiện. Và video này được chúng mình góp nhặt từ nhiều nguồn, nên nếu có thông tin cần đính chính, các bạn cứ bình luận chia sẻ bên dưới nhé. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe ủng hộ Ulkexe, rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với các loài Plesiosaur. Plesiosaur là tên gọi chỉ chung cho các chi bò sát biển thuộc họ Plesiosauridae. Các Plesiosaur thuộc họ Plesiosauria được chia làm hai phân bộ: Plesiosauridae cổ dài, đầu nhỏ và có bộ răng nhọn lởm chởm phù hợp với đời sống săn bắt cá. Ngược lại, các thành viên của phân bộ Plesiosauridae là những bò sát biển cổ ngắn, đầu to với hai vây chèo phía trước to khỏe. Các Plesiosaur được xem là các khung thần thống trị các đại dương cổ đại. Các loài bò sát biển này là những kẻ săn mồi vô cùng tàn bạo, và chế độ ăn của chúng đơn giản là bao gồm mọi sinh vật biển xuất hiện trong tầm mắt, từ cá, mực và thậm chí là các loài bò sát biển khác, trong đó có cả các họ hàng Plesiosaur. Plesiosaur là những tay bơi lặn rất giỏi, tuy nhiên cũng giống như nhiều loài bò sát biển khác, chúng không thể hô hấp ngay trong nước mà phải nổi lên mặt nước để hít thở không khí. Thời đại của các Plesiosaur kéo dài từ cuối kỷ Trias cho đến khi các thành viên cuối cùng biến mất vào giai đoạn Turon thuộc kỷ phấn trắng, khoảng 89 đến 93 triệu năm trước, khi quyền thống trị đại dương của chúng bị thay thế bởi những kẻ săn mồi tân tiến và đáng sợ hơn rất nhiều lần, đó là Mosasaur. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các loài Plesiosaur nổi tiếng từng được phát hiện nhé. Số 1. Plesiosaurus. Plesiosaurus xứng đáng là đại diện cho cả họ Plesiosauridae, không chỉ vì đây là Plesiosaur đầu tiên được phát hiện, mà chúng còn có kích thước to lớn bậc nhất, đồng thời có số loài phong phú nhất trong họ bò sát biển này. Cho đến nay, đã có 8 loài Plesiosaurus được xác định, kể từ khi loài đầu tiên Plesiosaurus brachydeirus được phát hiện tại Anh Quốc bởi nhà khảo cổ Richard Owen vào năm 1841. Plesiosaurus không chỉ là một trong những sinh vật biển nguy hiểm nhất trong thời đại của chúng, mà còn có thể trong suốt lịch sử tự nhiên của trái đất. Các Plesiosaurus sở hữu đầy đủ các đặc điểm biến chúng thành những kẻ săn mồi hàng đầu trong đại dương, với thân hình rắn chắc, đi cùng với một cái đầu lớn và bộ hàm đầy răng cực khỏe. Đây còn là những tay bơi lội cừ khôi với các vây chèo đầy mạnh mẽ. Nên một khi Plesiosaurus tăng tốc, thì các nạn nhân của chúng thường có rất ít cơ hội để sống sót. Plesiosaurus là sinh vật săn mồi đầu bảng trong các đại dương, và chúng ăn gần như mọi sinh vật chuyển động từ các loài cá, mực, cúc đá hay các loài bò sát biển khác. Một trong những loài Plesiosaurus đáng sợ nhất là Plesiosaurus funky, hay còn được biết đến rộng rãi với biệt danh Predator X. Nhưng hiện tại thì đã có một số ý kiến cho rằng Predator X chỉ là cú lừa truyền thông. Số 2. Sachicasaurus. Năm 2013, trong một chuyến khảo cổ thực địa được tổ chức phối hợp với Đại học Quốc gia Colombia và Công ty Dầu khí Quốc gia Colombia, các nhà khoa học đã có một phát hiện gây chấn động với khảo cổ lúc bấy giờ. Đó là một bộ hóa thạch ở mức độ hoàn thiện nhất từ trước đến đây trong khu vực, bao gồm một hộp sọ và một chi sao hoàn chỉnh, cùng một đốt sống của một Plesiosaur chưa từng được biết đến trước đây, có nguồn gốc từ tầng Berimi khoảng 121 đến 129 triệu năm trước, được tìm thấy ở Sachica, một ngôi làng nhỏ ở gần Villa de Leyva. Phát hiện này đã gây chấn động với khảo cổ lúc bấy giờ và mang lại sức sống cho ngôi làng Sachica, giống như cái tên của loài Plesiosaur mới này là Sachicasaurus vt. Vt có nghĩa là sự sống. Mẫu vật được tìm thấy thuộc về một cá thể chưa trưởng thành nhưng đã có ước tính dài đến 10 mét.
Qua đó có thể thấy đây là một trong những chi Plesiosaur lớn nhất từng được biết đến. Sự xuất hiện của Sachikasaurus bổ sung vào sự đa dạng của bộ sưu tập các sinh vật biển được phát hiện tại hệ tầng Baja nổi tiếng của Colombia. Trong đó, đáng chú ý nhất đã có 3 chi được xác định bao gồm Acotasaurus, Stenorhynchosaurus và Monguirasaurus. Số 3. Leoplerodon. Cái tên Leoplerodon trở nên quen thuộc với khán giả đại chúng qua series nổi tiếng. Chắc các bạn ở đây đều biết là Walking with Dinosaurs, phát hành vào năm 1999. Tuy nhiên, cá thể Leoplerodon trong phim đã bị phóng đại kích thước lên nhiều lần. Trên thực tế, một cá thể Leoplerodon trưởng thành có thể đạt chiều dài từ 5 đến 7 mét. Dù chưa phải là loài Plesiosaur lớn nhất từng được ghi nhận, nhưng Leoplerodon vẫn là một trong những kẻ xâm mòn nguy hiểm nhất của vùng nước nơi chúng từng sinh sống cách đây 155 đến 165 triệu năm trước. Các hóa thạch của Leoplerodon được phát hiện tại nhiều nơi trên khắp châu Âu, tập trung nhiều tại Pháp và Anh. Dễ hiểu là do vùng đất này xưa kia được bao phủ với các vùng biển cạn, là địa bàn săn mồi ưa thích của Leoplerodon và các loài Plesiosaur. Cho đến nay đã có hai loài Leoplerodon được xác định bao gồm Leoplerodon và Leoplerodon Bachyderus. Số 4. Chronosaurus. Các hóa thạch của Chronosaurus được phát hiện đầu tiên tại bang Queensland, Australia. Nơi xưa kia là một vùng biển nội địa lạnh giá nằm giữa lục địa châu Úc, có tên gọi là biển Eromanga. Loài bò sát biển khổng lồ này có thể đạt chiều dài từ 10 đến 12,8 mét, được đặt theo tên vị chúa tể Titan Cronos trong thần thoại Hy Lạp và sinh sống vào nửa đầu kỷ phấn trắng cách đây 100 đến 120 triệu năm. Cho đến đây, chỉ có một loài Chronosaurus được ghi nhận là Chronosaurus Willendicus. Trước đây, chi Chronosaurus còn có một thành viên thứ hai được phát hiện ở Colombia là Chronosaurus Boyacensis. Nhưng sau đó, loài này đã được tách thành một chi riêng biệt là Monguirasaurus vào năm 2021. Chronosaurus là loài ăn thịt đầu bảng trong lãnh địa của chúng. Các hóa thạch cho thấy, loài Plesiosaur khổng lồ này có chế độ ăn rất đa dạng, từ rùa cấu đại cho đến các loài bò sát biển khác. Một trong những đặc điểm dễ nhận biết nhất của các Chronosaurus là cấu trúc răng. Gã khổng lồ này sở hữu hàm răng khủng khiếp với chiều dài tối thiểu là 7 cm, thậm chí có thể lên đến 30 cm nếu tính luôn cả phần chân răng. Khác với các loài Leoplerodon và các Plesiosaurus, răng của Chronosaurus có hình nón thay vì cấu trúc ba mặt và có các bờ cắt sắc nhọn. Số 5. Romaleosaurus. Romaleosaurus là chi bò sát biển khác biệt nhất trong danh sách này, khi đây là đại diện cho họ Romaleosauridae, bao gồm các Plesiosaur sống ở giai đoạn đầu đến giữa kỷ Jura. Hóa thạch của Romaleosaurus và các họ hàng của chúng tập trung nhiều nhất tại Anh Quốc. Mẫu vật đầu tiên là Romaleosaurus bramptoni được phát hiện vào giữa thế kỷ 19 tại một mỏ nhôm tại Yorkshire, Anh Quốc và có niên đại từ giai đoạn Thoracic thuộc kỷ Jura. Từ đó đến nay đã có thêm 3 loài Romaleosaurus khác được xác định bao gồm Romaleosaurus robinquus, Romaleosaurus thorntoni và Romaleosaurus zetlandicus. Các cá thể Romaleosaurus trưởng thành có thể dài đến 7 mét dựa theo mẫu vật định danh Enming F8785. Tương tự như các Plesiosaur thuộc họ Romaleosauridae, Romaleosaurus có cổ ngắn và phần đầu to hơn các Plesiosaur nhưng chưa đến mức sở hữu hộp sọ khổng lồ như các Plesiosaur thế hệ sau như Plesiosaurus hay Chronosaurus. Một trong những điểm đáng chú ý của Romaleosaurus và có lẽ cũng tồn tại ở các họ hàng của chúng là khứu giác đặc biệt nhạy trong nước. Loài bò sát biển này có thể cảm nhận mùi, ví dụ mùi máu khi dòng nước chảy qua các thụ thể khứu giác trong hộp sọ của chúng. Một cơ chế đánh hơi rất giống các loài cá mập hiện đại. Con mồi ưa thích của Romaleosaurus là các loài cúc đá và bò sát biển khác như Ichthyosaur hay Plesiosaur. Phần thứ hai trong video này chúng ta sẽ nói về các loài ngư lông tiến hóa từ bò sát Ichthyosaur. Đây là những loài bò sát biển khổng lồ có hình thù giống như cá heo, trong một ví dụ điển hình của việc tiến hóa hội tụ. Ngư lông phát triển mạnh vào đại trung sinh, dựa trên nhiều bằng chứng hóa thạch. Chúng xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng 245 triệu năm trước và đã có ít nhất một loài sống sót cho đến khoảng 90 triệu năm trước vào đầu kỷ phân trắng. Vào thời kỳ trung kỷ Trias, ngư lông tiến hóa từ một nhóm bò sát đất chưa được xác định chuyển sang sống dưới nước giống như các loài tổ tiên của cá heo và cá voi hiện đại. Chúng đặc biệt trở nên phong phú trong kỷ Jura, cho đến khi chúng dần bị thay thế bởi những kẻ săn mồi dưới nước hàng đầu khác thuộc một bộ bò sát khác là Plesiosaur trong thời kỳ kỷ phân trắng. Bên dưới đây, mình sẽ chỉ nói đến một loài ngư lông Ichthyosaur nổi bật nhất, đó là Ichthyosaurus.
vì các loại khác mình không có nhiều thông tin nên mình sẽ nghiên cứu content và làm cho một video khác nhé. Số 1. Ichthyosaurus. Nổi tiếng nhất trong họ ngư lông này chắc chắn là Ichthyosaurus, là một chi của loài thằn lằn cá, kỷ Trias và kỷ Jura sớm của châu Âu và châu Á. Ichthyosaurus nhỏ hơn hầu hết các họ hàng của nó, với những cá thể có chiều dài lên tới 3,3 mét. Hàng trăm bộ xương hóa thạch được bảo quản tốt được tìm thấy tại Holmaden của Đức. Nhưng vào thời điểm phát hiện ban đầu, bản chất và danh tính của các hóa thạch này được phát hiện vẫn chưa được biết rõ. Sau đó đã có nhiều khám phá hơn vào cuối thế kỷ 18, nhưng vào thế kỷ 19, tầm quan trọng của hóa thạch Ichthyosaur đã được công nhận rộng rãi. Một nhà sưu tập hóa thạch người Anh tên là Mary Anning đã giúp hiểu rõ hơn về Ichthyosaur bằng cách khai quật nhiều bộ xương hoàn chỉnh và được bảo quản tốt dọc bờ biển kỷ Jura ở Limerick của nước Anh. Ichthyosaurus có thân hình nhỏ gọn, đuôi của nó có thể hình lưỡi liềm, trong khi các loại Ichthyosaur ban đầu có thân hình giống lươn. Các chi sau này như Ichthyosaurus có hình dạng giống cá heo hơn với mõm dài và cổ ngắn. Chi trước và chi sau trở thành chân treo. Được biết, Ichthyosaurus có vây lưng nhiều thịt, vây đùi lớn, vây trước động có ít nhất 5 ngón và xương da được sắp xếp rõ ràng. Những chiếc răng rất có thể là hình nón, vì đó là loài bò sát ăn cá. Vì đó là loài bò sát ăn cá, nên thân răng của nó có lẽ là dài, mảnh và hơi cong. Ichthyosaurus không phải là một nhân vật nổi tiếng trên truyền thông và chỉ xuất hiện trong Ark Survival và Dinosaur Gen. Phần cuối cùng của video này, chúng ta sẽ đến với các loài thương long cuối cùng của đại dương, đó chính là Mosasaur. Mosasaur hay thương long là tên gọi chung của các chi bò sát biển thuộc họ Mosasauridae, tồn tại vào giai đoạn cuối kỷ Preta, thuộc bộ bò sát có vảy Squamata, với các đại diện còn tồn tại đến tận ngày nay như rồng Komodo. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ các Mosasaur có quan hệ gần hơn với phân bổ rắn hay các loài kỳ đà kể trên, khởi nguồn từ các loài bò sát kích thước nhỏ với lối sống lưỡng cư được gọi là Agyalosaur. Các Mosasaur đã tiến hóa vô cùng nhanh chóng để vươn lên thay thế Ichthyosaur và Plesiosaur, trở thành những kẻ thống trị đại dương của thế giới tiền sử trong vòng 25 triệu năm cuối kỷ Preta, cho đến khi biến mất hoàn toàn sau cuộc đại tuyệt chủng Preta Paleogene. Tương tự như nhiều loài bò sát biển khác, các Mosasaur không thể hô hấp trong nước mà phải ngồi lên bề mặt để lấy không khí. Gần như tất cả các Mosasaur đều sở hữu cho mình một cái đuôi cực khỏe được cấu tạo từ rất nhiều đốt sống. Đây là phương tiện chính giúp chúng di chuyển trong nước, trong khi các vây chèo chỉ giúp chúng bẻ lái. Sau đây, chúng ta cùng điểm qua các loài Mosasaur nổi bật từng được ghi nhận nhé. Số 1. Mosasaurus. Mosasaurus là một chi Mosasaur đầu tiên được phát hiện và cũng là chi đại diện cho cả họ bò sát biển khét tiếng này. Các thương long thuộc chi này đứng trong top các loài sinh vật biển có kích thước to lớn nhất từng tồn tại, trong đó là Mosasaurus holmani, ước tính có thể dài tối đa 17 mét. Trong loạt phim Jurassic World, kích thước của Mosasaurus đã bị thổi phồng quá mức. Lãnh địa của Mosasaurus là vùng biển mà ngày nay chúng ta gọi là Đại Tây Dương. Các hóa thạch của loài bò sát khổng lồ này được tìm thấy trên các lục địa bao quanh đại dương này, bao gồm Bắc và Nam Mỹ, châu Âu, Tây Á, châu Phi và Nam Cực. Mosasaurus là loài săn mồi đầu bảng ở khu vực nơi chúng sinh sống. Gã khổng lồ này ăn gần như mọi sinh vật có thể phát hiện được, từ các loài cá, rùa, plesiosaur, các Mosasaur nhỏ hơn hay cả các loài khủng long vô tình bơi vào lãnh địa của chúng. Mosasaurus cùng tồn tại với những Mosasaur khác như Tylosaurus. Tuy nhiên, giữa các chi này không có quá nhiều sự cạnh tranh do lãnh địa và đối tượng con mồi của chúng ít chồng lấn lên nhau. Nhưng đôi khi, những cuộc đụng độ giữa các Mosasaur khổng lồ này là điều không thể tránh khỏi. Các nhà khoa học đã phát hiện được hóa thạch của Mosasaurus chưa trưởng thành bị vỡ nát hộp sọ do một cú đâm trực diện với lực mạnh khủng khiếp, và kẻ có thể gây ra việc này chỉ có thể là loài Tylosaurus với cái mõm nhọn chứa danh của mình. Số 2. Tylosaurus. Tylosaurus là kẻ săn mồi khét tiếng bậc nhất trong họ Mosasaur. Đặc điểm đỏ bậc nhất của loài bò sát biển này là chúng sở hữu cái mõm dài hơn so với các họ hàng khác. Đây cũng là lý do nó được đặt tên là Tylosaurus, tạm dịch là thằn lằn mõm nhọn. Sau khi đã trải qua rất nhiều lần đổi tên, các nhà nghiên cứu gần đây cho thấy các Tylosaurus đã mang đặc điểm này từ khi còn nhỏ, chứ không phải phát triển theo sự trưởng thành. Mặc dù cũng sở hữu kích thước không hề kém cạnh Mosasaurus, nó còn có chiều dài khoảng 14 mét, nhưng lại có thân hình thon gọn hơn. Đặc điểm này kết hợp với cái mõm nhọn giúp Tylosaurus giảm được đáng kể sức cản của nước. Qua phân tích của các hóa thạch ở phần trước xương hàm của các Tylosaurus có cấu tạo rất chắc chắn, đồng thời có rất ít hoặc không có răng.
Trên phần xương hàm này vẫn có lưu lại những dấu tích từ những cú va đập cực mạnh. Các chi tiết này tiết lộ một điều rằng vũ khí đáng sợ nhất của loài bò sát biển này không phải từ bộ hàm như các mosasaur khác, mà đến từ chính cái mõm chứa dành của chúng. Tương tự như Mosasaurus, Tylosaurus là loài ăn thịt đầu bảng và mọi sinh vật sống trong tầm mắt đều có thể trở thành con mồi của chúng. Trong các khoáng thạch Tylosaurus được phát hiện trên khắp Bắc Mỹ, chủ yếu ở Kansas, nơi xưa kia là vùng biển nội địa phía Tây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy được phần còn lại của các loài cá lớn, bò sát biển, thậm chí cả thằn lằn bay, khủng long hay cả các mosasaur nhỏ hơn. Số 3. Prognathodon. Các khoáng thạch của Prognathodon được phát hiện khắp nơi trên thế giới, tập trung nhiều ở châu Âu và Bắc Mỹ. Chi Prognathodon là một trong những chi mosasaur có nhiều thành viên nhất với 8 thành viên được công nhận. Ngoài ra, còn nhiều loài trong chi này chưa được xác nhận hoặc được phân loại thành chi khác. Tùy theo loài, kích thước của các loài bò sát biển khổng lồ này có thể dao động từ 6 đến 14 mét. Prognathodon sở hữu bộ răng có cấu tạo rất đặc biệt, đủ khỏe để nghiền nát các con mồi, đồng thời có thể nhiều răng cưa để xé thịt. Nó có lực cắn rất lớn, rơi vào khoảng từ 6,3 ngàn cho đến 10 ngàn Newton. Từ đó đặt ra giả thuyết con mồi ưa thích của Prognathodon là các loài thủy sinh có vỏ cứng như rùa cổ đại hoặc cúc đá. Khi đó, bộ răng đặc biệt này sẽ đảm nhận vai trò phá vỡ các lớp bảo vệ của con mồi xấu số trước khi xé xác chúng. Giả thuyết về chế độ ăn của loài bò sát này cũng được củng cố bởi sự hiện diện của phần còn lại từ các sinh vật trong dạ dày của các khoáng thạch Prognathodon. Việc lựa chọn các con mồi này cũng lý giải được tại sao nó có thể tồn tại cùng với các loài mosasaur họ hàng khổng lồ khác như Mosasaurus hay Tylosaurus, giống như cách các loài khủng long bảo chúa từng tồn tại trên cạn nhờ chế độ ăn khác nhau. Số 4. Hydrosaurus. Loài mosasaur này được đặt tên theo sông Heine nằm ở miền nam nước Bỉ, nơi một người công nhân đã tìm được các đốt sống hóa thạch của một loài sinh vật khổng lồ trong một mỏ phốt pho gần thị trấn Mesvin. Phần còn lại của bộ xương tiếp tục được khai quật. Sau đó, nhà khảo cổ học Louis Nolo đã xác định đây là các hóa thạch thuộc về một thành viên của họ mosasaur và đặt tên cho sinh vật này là Hydrosaurus bernardi. Hydrosaurus cũng là thành viên cho phân họ Tylosaurinae và có họ hàng gần gũi với chi Tylosaurus nổi tiếng. Giống như các họ hàng nổi tiếng của mình, Hydrosaurus là một trong những kẻ sa mồi đáng sợ nhất của đại dương kỷ Preta. Với chiều dài lên đến 12,2 mét, trước đây ước tính khoảng 15-17 mét, mỗi loài động vật thủy sinh đều có thể trở thành con mồi của Hydrosaurus, kể cả các loài mosasaur nhỏ hơn. Số 5. Caecaephilu. Caecaephilu là một chi mosasaur thuộc phân họ Tylosaurinae. Cái tên Caecaephilu được đặt tên theo một vị thần biển có hình dạng bò sát trong thần thoại Mapuche. Các khoáng thạch của Caecaephilu được các nhà khoa học Chile tìm thấy trên đảo Seymour thuộc châu Nam Cực vào năm 2011, bao gồm một phần hộp sọ kèm theo xương hàm, các mảnh xương vây cùng 30 chiếc răng với nhiều hình dạng khác nhau. Qua xác định niên đại cho thấy, các khoáng thạch này thuộc về giai đoạn Matrix, rất gần với thời điểm đại tuyệt chủng Preta Paleogene. Phần hộp sọ chưa hoàn chỉnh khai quật được của Caecaephilu đã dài khoảng 0,7 mét. Như vậy, kích thước của toàn bộ phần xương sọ của loài bò sát biển này phải lên đến 1,1 cho đến 1,2 mét. Và từ đó đã có thể ước tính chiều dài toàn bộ cơ thể là hơn 10 mét. Với kích thước khổng lồ này, Caecaephilu là một trong những loài mosasaur lớn sinh sống ở Nam Bán Cầu từng được biết đến. Một đặc điểm đáng chú ý của Caecaephilu là chúng sở hữu một bộ răng với nhiều hình dạng khác nhau. Caecaephilu cũng là chi mosasaur hiếm hoi có sự đa dạng về hình kiểu răng như vậy. Các nhà khoa học chưa thể lý giải được lý do tại sao chi này lại có cấu tạo bộ răng khác với các mosasaur còn lại. Khả năng cao là các loại răng này đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau, qua đó cho thấy chế độ ăn của chi bò sát biển này tương đối phong phú. Vừa rồi, mình và các bạn đã cùng tìm hiểu các loài bò sát biển nổi bật thống trị đại dương tiền sử thuộc các họ Ichthyosaur, Plesiosaur và Mosasaur. Các bạn thấy sao về các loài này? Đừng ngần ngại để lại suy nghĩ của mình ở phần bình luận nhé! Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Unchexe nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều! Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại! Me wind and rain, you're some kind of butterfly.